Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập thợ săn Run City quân Toriko để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Toriko News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn, cũng như là chúc các bạn có một ngày thứ bảy máu chảy về tim, chủ nhật thân mực xung vầy, tràn đầy ý nghĩa và cũng như là nhận được nhiều điều may mắn tích cực trong cuộc sống và trong ngày nghỉ của mình nha. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về với chủ đề Black Friday Offer vì thời gian của sự kiện đã đến gần các bạn ạ. Có nghĩa là đến gần cái mốc để kết thúc mà vẫn chưa có một cái gọi là điều gì đó bứt phá hay một điều gì đó mới mẻ diễn ra nha các bạn. Nhưng thực sự thì nó đã diễn ra rồi các bạn ạ. Đó là trong tập video trước khi mà chúng ta ghé thăm gọi là Shop Off Black Friday Offer thì mình có gọi là đi qua một vài chú rồng và đa số toàn là những chú rồng Heritage, chú rồng Cách 10 và chú rồng Corrupted mà thuộc về cách chính, phải không các bạn? Nhưng gọi là có nhiều bạn chúng ta đã tinh ý phát hiện ra rằng trong Shop Off thì đã có gọi là bản Vampire cũng như là một vài những chú rồng khác, chỉ là không phải ở trước mà là ở sau các bạn ạ. Có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục là vào trong Shop Off, rồi chỗ này thì mình gọi là không chỉ lướt tới cái chỗ mà hết có offer là mình dừng lại mà mình phải vuốt tiếp nữa các bạn ạ. Thì đó là về comment của gọi là một số bạn chúng ta bình luận. Chúng ta tinh ý thấy được rằng trong cái sự kiện này thì nó đã diễn ra rồi chứ không có gọi là một cái sự gọi là đột phá bùng nổ nào nữa cả. Và trong video lần này thì để có thể là làm cho một cách trọn vẹn đấy các bạn ạ, nên mình sẽ tiếp tục là vào trong Shop Off cũng như là mình sẽ vào trong Shop Dragon để mà vuốt đến cuối nha các bạn, để xem thử là có những chú rồng offer khác không và sự kiện này để đánh giá lại một lần nữa nha các bạn. Thì nói chung á là chúng ta sẽ có được một cái sự gọi là tham quan mà nó sâu sắc hơn các bạn ạ. Ok, và một lần nữa thì mình sẽ quay trở lại với gọi là cửa hàng Shop Off trước nha. Thì như các bạn đã thấy là Shop Off chúng ta vẫn như vậy, hình như là chúng ta chỉ có là Shop the Dragon là Frenzy chứ không có gọi là Shop Off các bạn ạ. Cho nên là trong Shop Off vẫn rất là bình thường, kể cả là còn không có xuất hiện Off Karma trong những ngày Black Friday cho nhiều bạn chúng ta mua nữa. Đấy, tại sao lúc trước gọi là gần cái sự kiện Black Friday thì nhà hàng trong shop có gọi là những chú rồng Karma mà tiêu biểu luôn các bạn. Có gọi là Frostmantic Karma, Grace Karma và kể cả một chú rồng Karma tím mà bán 10 mảnh với giá 40 game thôi. Đấy, làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng trong cái đợt gọi là Black Friday lần này thì chắc là sẽ bán mạnh những cái mảnh của những rồng Karma đủ thể loại và bán luôn nguyên những chú rồng Karma đó. Đấy là trên cái tinh thần gọi là nhìn trước cái sự nhá hàng của Run City nha các bạn. Tuy nhiên thì sự kiện dường như là đã sắp kết thúc tới nơi rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì nói chung là cũng đã gần kề ngày chúng ta gọi là kết thúc sự kiện Black Friday rồi mà chưa thấy một cái gọi là cái gì đó bùng nổ. Như sự kiện cho ăn cũng có, nhưng chỉ là cho ăn 10%. Sự kiện Shop Off thì trong cái tập trước mình vuốt ở những cái đầu tiên thì nói chung chưa thấy những chú rồng nào khả quan. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là vuốt lại và tìm xem ở phía sau còn có những chú rồng nào nữa không. Nhưng trên tinh thần là chúng ta sẽ không có bán Karma cũng như là những chú rồng thuộc ở trong Divine Pass ở trong shop trong đợt Black Friday lần này nha các bạn. Phải nói đây là một cái điều gì đó mà nó khá là đáng tiếc các bạn ạ. Kể cả là có bán, có thấy cái huy hiệu của những chú rồng đôi mắt kép trong đây mà thậm chí gọi là những chú rồng Karma còn được ra trước những chú rồng đôi mắt kép
thì tại sao bán chú rồng đôi mắt kép mà lại không bán Kama? Tại sao lại như vậy? Hay là vì chưa có một cái mức giá hợp lý cho Kama nên mùa này chưa có, rồi đợi tới năm sau nữa, rồi năm sau nữa? Còn những chú rồng trong bát thì liệu gọi là không mở bát thì có được sở hữu free không? Có được bán ra thành mảnh hay là như nào đó không? Thì phải chờ đợi tương lai nha các bạn. Còn bây giờ thì mình với các bạn sẽ cùng nhau là vào trong shop để chúng ta gọi là làm rõ cái vấn đề này nha. Ok, và như các bạn thấy thì những chú rồng đầu tiên này khá là giống với lại trong tập gọi là shop up trước, thì vẫn là những chú rồng quen thuộc các bạn ạ. Vẫn rất nhiều chú rồng Hagrid được bán với mức giá giảm giá 88%, mà từ gọi là từ 6k đấy còn lại có 699 thôi. Còn lại 600 game thì chúng ta cũng không nên mua nữa các bạn, chứ 699 thì thôi, nó gọi là ngắm thôi các bạn. Đấy, để xem gọi là ô, vào trong ngày này shop bán nhiều chú rồng quá. Trời ơi, lần đầu tiên thấy gọi là bán nhiều chú rồng để ở trên kệ đấy, vui vui nhưng không mua. Đấy, đó là cái việc chúng ta gọi là lướt, giống như kiểu là lướt hàng cho nó vui tươi thôi các bạn ạ. Ok, và những chú rồng này thì mình cũng đã gọi là nói qua rồi, cho nên chúng ta sẽ lướt đi thật là nhanh luôn nha. Chú rồng ống khói, chú rồng công nghệ, rồng sói trắng. Ồ, rồng này là hình như là rồng trong đời đầu nè. Trời ơi, bọn ta. Rồi, chú rồng ba đầu. Ôi, phù thủy. Resolution. Đấy, có giáp fit nữa các bạn. Hay quá. Hai Commander, và tới đây thì sẽ có những chú rồng là cấp 10 nha. Gọi là cấp 10 bình thường thôi, không có skill đặc biệt gì đấy các bạn. Đây, Hagrid Fallen và Antonio nè. Durian sầu riêng cấp 10, Winter. Rồi, chú rồng này, đấy. Ok, Super nè. Và những chú rồng này thì nói chung vẫn y chang luôn, không biết là làm gọi là refresh lại reset shop thì có khác được cái gì không, nhưng mà thấy vẫn y chang các bạn. Raven nè. Những rồng trước mình đã từng là qua rồi nha. Đấy, qua rồi đó. Trời ơi, rất là nhiều luôn. Những rồng Hagrid và Corrupted thì vẫn có là Natural và Electric World nè. Flame nè, đấy. Hai Queen. Ồ, đó các bạn. Corrupted Eye nè. Chú rồng mặt trăng, chú rồng nước nè, Corrupted nước nè. Metal, hang động, Primal, Robo. Ok, là toàn người quen không các bạn ạ. Đấy, ôi, những rồng đây cũng quen luôn. Những chú rồng gọi là có cách 10 đây nè. Wow, chú rồng gọi là chủ game nha. Đấy, chú rồng Chaser này mới luôn nè. Thấy nói chung là trước trong tập trước thấy là tập này thấy nữa các bạn ạ. Ok, và khi mà mình lướt tới đây là mình cảm thấy là ôi, chẳng lẽ trong shop chỉ có bán như vậy thôi sao, đang trong thời gian thực kiện mà. Nhưng mà không các bạn ạ, chúng ta phải lướt tiếp. Ok, lướt tiếp kệ kệ đi các bạn. Tiếp. Đấy, phải lướt tiếp mới chịu các bạn ạ. Đấy, không biết bạn nào cũng là tinh ý chúng ta gọi là lướt, gọi là shop tiếp không nhỉ. Đấy, nhiều khi tới đây là chúng ta nản, chúng ta gọi đi ra rồi, ôi, chỉ có vậy thôi sao. Nhưng mà chúng ta phải vuốt tiếp nha. Đấy, trời ơi, cái này phải nói là một cái sự gọi là giấu thật là kỹ các bạn ạ. Chú giấu kỹ quá, mọi người đa số không ai biết luôn cái này, mà gọi là không có bạn nào mà comment gọi là báo cho mình thì mình cũng không biết là shop off chúng ta gọi là chia ngăn như vậy luôn. Làm vậy để chi vậy? Trời ơi, làm vậy không biết làm vậy để chi luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu là đến với những chú rồng gọi là mới mà trong tập trước chúng ta chưa có này các bạn ạ. Ok, hình như Tinh Tinh Vương tập trước cũng có rồi mà nhỉ. Ồ, rồng Khá Mập thì bán với giá 399, 400 game thì nói chung là cũng nhìn cho vui thôi. Ôi, siêu nhân khủng long này các bạn ạ. Đây là Hacker gọi là hệ đất. Chú chim ở cổ đại này 91. Dạ, 91 luôn không? War Titan, Foreign đen trắng, Virago, hai Ethereal nè. Metal nói chung đây vẫn cũng bình thường các bạn. Reborn, Titan gió, Sea Titan, Terra Titan và Pepsi Kaka. Wow, bây giờ mới gọi là bán Vampire này các bạn. Prideful Vampire nguyên con giảm giá đến 87% với mức game bình thường là 4k5, giờ chỉ còn lại 599 game để mà sở hữu một chú rồng Vampire nguyên con. Nói chung á là việc mà chúng ta sở hữu một chú rồng Vampire là cái điều mà cần thiết rồi, nhưng mà chúng ta sẽ lướt tiếp xem như thế nào. Rồi, và Waterfall cũng Vampire cũng với mức giá 599 có thể mua và giảm giá gọi là 87%. Nhưng mà chú rồng Waterfall là được xếp
chót bảng xếp hạng của Vampire luôn các bạn, cho nên là qua ra full đi. Glorious Vampire Skill đã được gọi là thay đổi giao diện thôi nha, rất là đẹp và nhiều khi có lỗi nữa, cũng bán với giá 599k, mãi vô thôi qua luôn các bạn ạ. High Scorching 88% là giảm giá và còn 699 qua luôn. Bio Osmantic Vampire được bán trong shop với giá 599 ngàn. Bạn có thể sở hữu Bio Osmantic qua luôn các bạn ạ. Hexer Vampire Dragon 87% giảm giá, còn gọi là được giảm giá thì sẽ còn là 599. Hexer với lại Brightful là khá là ngon trong cái gọi những so với những chút rồng còn lại các bạn ạ. Với mức giá thì mình cảm thấy là nếu như bạn nào chúng ta không có cách để mà tiếp cận với những chú rồng Vampire thì mức giá này cũng có thể là cho phép được. Nhưng trên thực tế là so với ngày trước thôi các bạn ạ. Chứ còn hiện tại thì việc mà chúng ta tiếp cận với những chú rồng Vampire là dễ rồi. Nên là các bạn chỉ cần là kiếm mảnh khoảng tầm là 1-2 mảnh hay là 6 mảnh, hoặc mua 10 mảnh của một chú rồng Vampire ở trong gọi là shop bên kia, shop off các bạn. Rồi sau đó chúng ta có thể là bù cái off soccer vào summon cũng được. Như vậy thì sẽ đỡ tốn hơn. Ở đây là kiểu mà mình so sánh với lại tất cả những chú rồng còn lại đấy các bạn. Kiểu giống như là nếu mà có gọi là mua thì nên là lựa chọn như thế nào đấy. Ok, Evinus Vampire giảm giá 87% cũng là 599, 600 gam đấy các bạn. Hai Tetonic Dragon, một chú rồng gọi là các bạn có nhìn thấy là gánh tem rất là mạnh với skill đập đá thần trưởng. Tuy nhiên, nếu như các bạn không tham gia vào trong sự kiện của hai Tetonic thì các bạn sẽ không có skill đặc biệt đâu nha. Cho nên là chúng ta cũng không nên mua nha các bạn. Nếu các bạn có đá thì lúc đó các bạn cũng đã có một cái chú rồng 2 Titanic rồi. Còn nếu mà các bạn không có đá thì nói chung là việc mua về cũng không khác gì một chú rồng và Herit bình thường. Cho nên là khuyên các bạn chúng ta nói chung chỉ để nhìn thôi nha. Ồ, chú rồng gọi là bên đây thì cách 10. Ok, những chú rồng Vampire bán giá cao hơn là cũng hợp lý. Giá khởi điểm thì như nhau, 4k5. Nhưng mà giá khi giảm giá thì một bên 399, một bên 599. Thì 200 game, đấy là một cái điều mà khá là cân bằng giữa hai chú rồng này. Đấy. Ok. Và Grandy, đó là YouSuper Vampire nha các bạn. Thì 599 nè. Grandy Vampire Ninja Nhẫn Thuật thì cũng là 599. Bên đây là những rồng Herit này. Đấy. Quay Herit là thời gian, Herit thời gian nè. Nhưng không phải là Herit thời gian mà chúng ta đang theo đuổi. Flame Titan, Eye Titan, có bán Titan với cách chính bình thường nè. Với giá 499, tất nhiên là chúng ta cũng không có mua rồi. Rồi, chú rồng này cũng gọi là, hai chú rồng này, chú rồng gọi là anh chàng thần gác mộ là bóng túi nè. Cũng vậy luôn các bạn. Rồi, chú rồng gọi là cách 10 thổ dân Bloody Mum, cũng gọi là kiểu vậy. Đây nè, chú rồng 2 Anomaly. Wow, 9999, gọi là SP luôn á. Bán với giá 699, tất nhiên là nếu như không có gì thì cũng bình thường như những chú rồng khác. Tuy nhiên đây là chú rồng mà chúng ta có gọi là đang đầu tư nha. Tất nhiên là mình chỉ nói như vậy thôi chứ thực ra là cũng vẫn giống như những chú rồng kia không có mua nha các bạn. Đây là mình chỉ nhìn thôi. Đấy, và chú rồng này là chú rồng lửa nè. Cướp biển. Wow. Có bán luôn là những chú rồng đôi mắt khép nè. Với những tấm chiếu mới thì khi mà lựa chọn giữa mắt nai và mắt đỏ, đây là mắt nai nha. Trong tập trước thì mình hơi nói nhầm tí xíu là nếu như ưu tiên mua thì chúng ta nên mua mắt đỏ nha các bạn. Đây là mắt đỏ. Thì làm sao để biết đâu là mắt nai, đâu là mắt đỏ, thì nói chung mắt nai là xanh, mắt đỏ là vàng. Đấy, đơn giản phải không các bạn? Thực ra thì mắt nai là chú rồng có gọi là bộ skill thiên về năng lực là sở B hỗ trợ tấu hài thì sẽ có là hệ gió đầu tiên. Còn mắt đỏ, có đỏ là phải có lửa. Thì bên chú rồng mắt đỏ sẽ có gọi là một cái skill gọi là yếu tố quan trọng nhất là có hệ lửa nha. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy là được rồi. Thuộc vào dòng đôi mắt khép nè, một bên băng, một bên lửa, nai băng, đỏ lửa. Rồi, và bên chú rồng mắt nai và mắt đỏ thì sẽ được bán với giá 699 ngang với một chú rồng Herit. Thì bây giờ ta sẽ phân tích cái mức giá này có hợp lý với một chú rồng. Tất nhiên chúng ta sẽ gọi là loại trừ chú rồng mắt nai đi.
để mà chúng ta chỉ phân tích mắt đỏ thôi nha. Vì nếu như có mua thì chỉ mua mắt đỏ thôi nha các bạn. Còn các bạn mua mắt này để cho đủ bộ thì đó là đủ bộ để siêu tập đấy. Ok, và mắt đỏ được bán với giá 699. Trên thực tế thì cái con số này nó cũng khá là cao, nhưng mà so với việc mà chúng ta muốn có một chú rồng gốc để mà đầu tư lên giống như là với bạn Nguyễn Công Tùng Lâm đấy, chúng ta có được một anh chàng mắt đỏ one hit one kill máu nhiều mà có thể là một cái combo gọi là nhất điểm tuyệt vời, thì có thể ok chấp nhận là mua với mức giá 700 gam để mà lấy gốc nha các bạn. Với điều kiện là các bạn đã xác định sẽ đầu tư cho mắt đỏ lên giống như là một người gánh tem ở hệ gọi là tương lai, là có hệ thời gian hay là đang yếu những chú rồng có hệ primal, hoặc thậm chí là hệ gió chưa có ai là gánh. Đấy, hệ lửa thì nhiều rồi, nhưng mà hệ lửa lại là cái hệ mà chứ danh của chú rồng đùa bờ xếp sành nha. Cho nên là nếu như các bạn muốn mua thì đánh giá là cũng được, không có quá là lỗ hay như nào đâu. Ok, và đó cũng là khép lại cho những chú rồng chúng ta gọi là được bán ở phía sau đây. Mình thử gọi là kéo hết cỡ luôn nha các bạn. Nhiều khi gọi là giấu hàng ghê lắm các bạn ạ. Mình đang tự hỏi là tại sao gọi là bán thì chúng ta không sâu ra hết đi, tự nhiên không mất một khoản rồi mới tới những chú rồng ngon. Biết làm vậy chi luôn á, nhiều bạn chúng ta gọi là vào hết rồi nha các bạn, hết rồi nha. Vào trong shop chúng ta kéo tới đó rồi chúng ta thất vọng các bạn. Kiểu giống như là nhiều bạn á, là chúng ta cũng đang mong chờ, nhưng mong chờ nhiều nhất là mua những rồng Kama, nhưng không có Kama nha các bạn, trong sự kiện không có Kama. Thứ hai là nhiều bạn chúng ta gọi là muốn mua những chú rồng Corrupted, kiểu như là Legend hay Chao đấy, gọi là cách 10 đấy, chứ không phải là những chú rồng cách chính như là chúng ta vừa đi qua đâu. Nhưng khi mình lướt thì mình cũng không thấy chú rồng Corrupted Chao với lại Corrupted Legend đâu nha. Trong sự kiện năm ngoái thì có nha các bạn. Và chúng ta cũng đang gọi là chờ đợi muốn mua những chú rồng như là đầu tiên trong dàn Vampire chúng ta muốn mua Blood God. Ok, thì Blood God cũng không có luôn nha các bạn. Nói chung là nụ cười đau khổ đấy các bạn ạ. Đây thì được một cái là những chú rồng Vampire sẽ quốc dân hơn, bằng cách là mình chỉ cần mua mảnh rồi summon được, không nhất thiết là các bạn phải mua gọi là nguyên con ở trong đây. Trừ khi các bạn muốn gọi là mua những rồng Corrupted Chao hay là Legend thì mua trong đây để mà đỡ tốn cái lượng mảnh đủ để mà summon đấy các bạn ạ. Vì những chú rồng đó tốn 200 mảnh để mà summon, mà việc chúng ta mua nhiều như vậy thì vừa tốn gọi là game mua mảnh mà vừa tốn off để summon. Thì thay vì vậy mình mua hẳn nguyên một con thì ok có lời. Còn với Vampire thì chỉ cần là mua mảnh rồi summon bằng off chứ kiếm cho sự kiện mà các bạn, thì nó sẽ ok hơn. Còn những chú rồng duo này thì như mình đã phân tích rồi đó, chúng ta gọi là loại trừ đi mắt này, nếu như sưu tập để đủ bộ thì ok các bạn mua theo sở thích tùy. Còn nếu mà mua để mà đầu tư lên thì có thể là chấp nhận được việc mua chú rồng mắt đỏ với cái mức giá là 700 game. Đấy, nói chung là cũng phân tích nhiều rồi. Bởi vì thực ra thì nếu mà mua mắt đỏ bằng mảnh, các bạn phải mua gọi là 110 mảnh, mà đâu đó một mảnh thì như là có giá 700 game ấy, thì phải mua tới 770 game, rồi sau đó còn tốn thêm off để mà summon nữa, thì chẳng thà ta mua hẳn luôn trong đây là nó gọi là có lời hơn, với điều kiện là các bạn phải chơi thiệt sự nha. Đấy, còn nếu mà siêu tầm kiểu gọi là nửa vời thì hơi là lãng phí. Còn những chú rồng Vampire ở đây thì cũng giống như lời khuyên trước vậy đó, chúng ta nên là mua mảnh rồi chờ sự kiện summon thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà buộc lòng các bạn chúng ta gọi là phải mua thì các bạn có thể chọn một Hexer hay là Brightful, không có Sinful trong đây luôn nha các bạn, không có Sinful, không Blood God luôn, chứ nếu không mình đã bảo các bạn ưu tiên mua Blood God trước rồi. Đấy, thì nói chung nhìn đi nhìn lại thì mình thấy cảm thấy hơi là thất vọng với cái sự kiện là shop off trong gọi là năm nay. Thì mình không biết là có phải là do tình hình kinh tế khó khăn hay là chuyển biến về game gọi gặp sự cố gì không, chứ mình thấy là vừa có cắt giảm gọi lượng trái cây mà để giảm cho những chú rồng, mà vừa cắt giảm những chú rồng chúng ta có thể mua được trong shop off trong cái ngày là quan trọng như vậy, trong một năm chỉ có gọi là một đợt ngày Black Friday, thì hồi tới đây là nên cho mọi người cơ hội gọi là mua, chúng ta chờ rất lâu rồi. Nhưng không có Kama đã đành, mà còn những chú rồng năm ngoái có bán như là hồi có bán là Corrupted nè, Chao Legend, chú rồng cũng hay được mua cho các bạn, rồi Blood God nè, mà năm nay không có bán luôn. Còn việc mà bán chú rồng gọi là mắt nai mắt đỏ thì nó cũng chỉ bù vào được một cái phần nào đó thôi các bạn ạ. Kể cả là không có bán những chú rồng thuộc về gọi là bộ
thợ săn zombie luôn các bạn. Mặc dù chỉ là cách chính nhưng cũng có một vài chú rồn lợi hại trong đó, cũng không có bán luôn các bạn ạ. Và những chú rồng Divine Bat thì cũng không bán rồi. Còn những rồng Hellrich mà gọi là có skill đặc biệt thì không bán, là một cái điều dễ hiểu thôi, vì cái đó nó là một đặc quyền của Bat. Nếu như chúng ta gọi là có bán được năm thì nhiều khi là nhiều bạn chúng ta sẽ ít mà mở những cái Bat mới sau này, thì điều đó mình có thể là chăm trước được nha các bạn. Còn vì chúng ta chờ đợi rất là lâu rồi thì hiểu được cái này mà chỉ có như này mà còn để những cái chú rồng ngon hơn ở phía sau nữa các bạn. Trời ơi, không ai không lướt là giờ sự kiện sắp hết tới nơi rồi. Không biết video của mình có kịp để mà thông báo đến cho các bạn, những bạn nào chúng ta có ý định mua không, nhưng mình nghĩ là cũng không có nói đâu các bạn. Kiểu mà nếu mà ai có định mua thì mua mắt đỏ thôi, chứ còn những rồng kia đa phần các bạn đều có rồi, hoặc là có thể là kiếm mảnh summon được. Vì dù sao off sự kiện lần này cũng không có quá nhiều cái sự đặc biệt các bạn ạ. Giống như là những gì mà mình đã gọi là phân tích khá là buồn cái sự kiện Black Friday năm nay nha các bạn. Như là tới ngày 27 là cũng sắp hết rồi nè, chưa thấy có thêm một sự kiện nổi bật. Chỉ có là sự kiện summon với lại là nâng sao thì cho một cái khoảng thời gian dài. Dài thì bao nhiêu mình cũng nâng rồi, nhưng mà thực ra là nâng lên thì chắc là đỡ được khoảng tầm 1 tới 2 lần, hoặc nhiều nhất là 3 lần chúng ta gọi là chờ đợi cái khoảng thời gian để mà đỡ kia thôi. Đấy, không có gọi là shop off thì kiểu mà trong gọi là shop offer gọi là free day rồi, mà cũng phải là trong shop off cây nữa. Năm ngoái là có mà, có nhiều lắm các bạn, có gọi là bán off rồi, đáng ra là cũng phải có off. Kama không cho mua nguyên con thì cứ cho off giống như là lúc kia còn được, hoặc là do ảnh hưởng của việc là suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đấy các bạn ạ. Nhưng mà việc này mình nghĩ là nhiều khi lại khiến cho cái sự phản tác dụng nhiều hơn. Giống như kiểu là chúng ta có nhiều bạn chơi, chúng ta xem nhiều quảng cáo, thì đó là cái phần lớn giúp đỡ từ việc là chúng ta góp phần xem quảng cáo là nhiều, phải không các bạn? Đấy, còn nếu như mà cắt giảm nhiều như vậy, nhiều bạn chúng ta thất vọng, ta chưa tính tới việc nghỉ game, thì chúng ta chơi ít lại là cũng đâu có được xem nhiều quảng cáo đâu. Hay là chúng ta nghỉ game rồi thì lại mất đi người chơi nữa. Nên mình nghĩ là cái việc cắt giảm thì đôi khi là nên đúng thời điểm hay như nào đó. Còn cái thời điểm mà như mọi người mong chờ nhẫn nhịn từ lâu lắm rồi, chỉ chờ này để lấy động lực chơi tiếp, thì nên làm cho hoành tráng luôn các bạn ạ. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nha, chứ mình thật ra là một phần mình cũng thấu hiểu cho game, vì dù nói sao đi nữa mình cũng đã gắn bó với game rất là lâu rồi. Nói chung là trải qua cũng khá là nhiều những cái thăng trầm rồi. Đa phần là mình đều có gọi là mang cái tâm thái, một là về phía của cảm nhận, về phía của những bạn người chơi, giống như mình cũng đang chơi vậy. Còn một phần thì mình cảm nhận về phía của game nha. Mình cũng không có gọi là lúc nào mà dùng từ ngữ quá là nặng lời đối với bên phía nhà game, vì chúng ta cũng gọi là đang chơi và cũng đang cống hiến các bạn ạ. Nên thì mình nói chung là nói kiểu mà nó cân bằng đi, kiểu vậy, cũng không có quá là bên vật, cũng không có quá là gọi là đổ xô nặng lời gì đó. Đấy, nó chỉ dừng lại ở mức đó thôi nha. Nên mình cũng hy vọng là các bạn chúng ta cũng giữ cho cái ý kiến quan điểm của mình nó ở cái mức đó, đừng có gọi là đi gọi làm phức tạp hóa lên, thì như vậy là không tốt nha các bạn. Bởi vì sao, chúng ta dù nói thế nào cũng sẽ cố gắng để mà gắn bó với game lâu dài hơn, nhưng ước gì là được game lắng nghe những cái ý kiến của những người chúng ta gọi là một cách sâu sắc hơn nữa. Có lắng nghe rồi nha các bạn, nhưng muốn gọi là sâu sắc hơn nữa để có những cái sự kiện giống ngon, giống như cái đợt mà hợp tác với lại là những chú rồng bên thợ săn zombie đấy các bạn, thì quá là sướng rồi. Anh em ai cũng vui vẻ, năng suất làm việc rồi, mọi người đều có những tiếng cười rồi, nói chung là chúng ta chơi nhiều hơn. Đấy là điều mà mình cũng đang muốn hướng đến, và xây dựng một cộng đồng Rock City gọi là tươi đẹp và là động lực cho mọi người chúng ta gọi là tiếp tục với game nha các bạn. Vì chúng ta gọi là chơi thì phần lớn cũng gọi là có cái sự liên kết giữa những người chơi với nhau thì mới đi xa được. Đấy, muốn gọi là đi nhanh thì đi một mình, chứ còn muốn đi xa thì chúng ta nên có đồng đội, phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cho những đội hình của mình là hạ cấp nha. Tại vì để phòng ngừa tương lai chúng ta có thể là gặp kỳ phùng địch thủ đấy các bạn ạ. Ok, và trong sự kiện Black Friday thì ngoài việc mà bán shop off ra, thì như các bạn biết là về năm ngoái
sẽ có những cái sự kiện ngon ngon như là sự kiện Shop of Frazee, thì nay chỉ có là Shop Rồng Frazee chứ không có Shop of Frazee nha các bạn. Rồi sự kiện cho ăn gọi là Fitting Frazee thì có 10%, đang chờ 12% đến 20% đến nha các bạn. Nói chung là nếu mà đàm phán thất bại thì chỉ có là 20 thôi, nhưng 20 tới giờ vẫn chưa thấy, là nhiều khi là phải chờ tới mùa đông lần đấy. Thì nói chung là mình vẫn sẵn sàng là chờ đến mùa đông rồi đợi tới sự kiện một lần nữa mình sẽ cho những rồng ăn lên nha. Mặc dù là có thể khả năng chờ đợi rất lâu và khả năng mà cái sự kiện giảm 50% ta không quay lại, thì mình vẫn sẽ gọi là cố gắng để mà đồng bước cùng các bạn nha. Một khi mà chúng ta gọi là đã lỡ chân đi ra khỏi đường ray á, thì sẽ rất là khó để mà ray lại được. Vì từ game Rock City của chúng ta thì nó thay đổi rất là nhiều, cập nhật và phát triển rất là nhiều theo cái dạng meta, cho nên là bỏ một cái khoảng thời gian dài thì khi quay lại chúng ta giống như là tớt cổ vậy đó các bạn ạ. Cho nên là phải thường xuyên đi theo meta, có thể là chơi theo kiểu nửa chừng, có nghĩa là lâu lâu vào tham gia làm nhiệm vụ rồi gì liên tục, kiểu mà cho có cái tiến độ online đấy, có tiến độ online rồi đợi một cái gì đó sự kiện ngon thì mình bụp một phát, chụp một phát rồi mình lại lặn tiếp sự kiện nào mà cảm thấy là nó chưa có đủ thu hút hay là nó cũng kiểu ở nửa vời quá thì mình có thể là xem đó khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đấy là cái chiến thuật để mình có thể là đi lâu dài nha, chứ không phải là sự kiện nào mình cũng hùng hổ nhiệt huyết bay vào gọi là phiêu sức rồi sau lại kiệt sức đâu các bạn. Nên là chúng ta gọi là duy trì cái trạng thái để có thể là đi xa nhất, gắn bó lâu, như vậy là mới ok hơn nha. Trong đây thì có vẻ như chúng ta sắp xong rồng bé cá sấu rồi nè. Rồng quả trứng này thì trong vòng 2 tiếng nữa nha các bạn. Ok, mình đã xem thử là ôi, có làm 8x3 nè. Không có thời gian làm nữa các bạn ạ. Nãy 57 phút này đánh cái kia. Rồi, shop off rồi còn có sự kiện là Speak Up Happy House, là sự kiện mà chúng ta có thể là xem được skip quảng cáo 12 tiếng. Thì đa phần những bạn chúng ta có trình diễn là ngày nào cũng có rồi, còn những bạn ta chưa có thì có thể tranh thủ sự kiện này để mà xem được nha. Đúng rồi, có cái sự kiện live nữa. Sự kiện live không biết là live tới đâu rồi. Sự kiện live. Ok, sự kiện đây là sự kiện live nè các bạn. Uầy, mình là xong rồi các bạn ạ, chỉ nhận được có nhiêu đây quà, vậy thì không cần like nữa rồi. Claim này, claim là nhận nha. Ok, đã nhận. Thế mà nhận xong thì chưa thấy gì hết nhỉ. Trời ơi. Rồi ok, không biết các bạn nhận nào rồi, nhưng mình like ít nha. Tại vì mình nói chung là mình có công chuyện bình thường, mình đi thực tập và nhiều khi mình cũng không có nhiều cái sự gọi là, nói chung là để tâm lắm, cho nên là mình có thực hiện cho vui rồi. Ôi, vậy là lấy rồi nè, hết rồi. Ok, trong đây thì mình vẫn gọi là dự định có làm những cái video khác, cho nên là chưa có quyết định nâng rồng trong đây nha. Giờ là có thể là cái shop up này là xong, là hết cái này là hết Black Friday luôn đấy. Nếu mà còn một cái tia sinh cơ, một cái đường hy vọng, kiểu mà vào cái ngày cuối cùng hay là vừa hết sự kiện Black Friday cho một cái gọi là một cái ngày bù sự kiện, rồi cho sự kiện giảm giá trái cây cho rồng ăn, tất cả sự kiện đều mở shop off rồi gì mở rồi off lum tà la, nói chung là nhiều cái mở cùng một lúc trong mơ. Mà hình như là vẫn còn một ngày nữa các bạn ạ. Đây nè, cái sự kiện này còn một ngày 4 tiếng thì chắc là vẫn còn một ngày nữa trước khi chúng ta nói lời tạm biệt với sự kiện gọi là odd của chúng ta này, sự kiện gọi là Black Friday. Lại còn ngày mai nữa, ngày mai là ngày thứ hai là ngày đầu tuần. Ok, đấy thì nói chung là video chúng ta gọi là phân tích ở đây nha các bạn, quá chuẩn luôn. Nếu như gọi là thực sự đến hết cái sự kiện Black Friday rồi mà cái tình hình nó vẫn như vậy thì mình vẫn sẽ gọi là cố gắng tiếp tục một cái video để nói về cái sự kiện Black Friday và cái nỗi niềm của mình cũng như là của giống như của tất cả các bạn gì đó. Ok, và bây giờ chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.